Cũng trong ngày 3 tháng 1, công an huyện Duy Xuyên đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lên đến 10 tỷ đồng. Và bằng hình thức giao bán trên mạng các loại xe máy đắt tiền với giá rẻ, thủ tục rất đơn giản. Chúng yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí theo thỏa thuận sau đó là chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ người khẩn cấp đối với Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Đức Thiên An và Trương Đức Mạnh, cả ba trong độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi đều trú tại Quảng Nam. Qua điều tra nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng trên mạng, chúng lên kế hoạch giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ rồi lấy tiền đặt cọc giả mạo là công ty tài chính để cho vay online, chiếm đoạt các khoản phí này. Để tránh bị phát hiện thì ba người dùng nhiều tài khoản như Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng không chính chủ và cả SIM giác. Khi mà nhận được tiền, chúng chặn liên lạc. Căn cứ sau kê 10 tài khoản ngân hàng, nhà chức trách xác định các bị can đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành với khoảng 10 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện ba nghi phạm còn giúp sức rửa tiền bẩn và bán tài khoản ngân hàng cho nhiều người khác để lừa đảo qua mạng, hưởng hoa hồng từ 8 cho đến 20%. Vâng, rõ ràng đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn có rất là nhiều người ham rẻ mắc bẫy. Trước đó thì nhiều kẻ lừa đảo còn lập các trang Facebook quảng cáo bán xe máy mới giá rẻ vì xe là tăng vật hiện được hải quan hay là cục quan thanh lý. Và những loại xe này chỉ có giá từ 10 đến 20 triệu, rẻ hơn rất gấp rất nhiều lần so với thị trường. À, ví như là chiếc SH150i được cho là thanh lý ở trong kho giá là 15 triệu đồng à, Xe lít đời mới có giá chỉ 10 triệu đồng Hay là xe Jeep màu trắng có giá là 10 triệu đồng Rất nhiều các loại chủng xe khác Tuy nhiên ngay khi được nhận tiền đặt cọc thì chúng sẽ chặn liên lạc là...